Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 361. Ở cuối tập trước, sau khi trên cực thiên Thảo Nguyên, trăng sao sáng tỏ bao phủ cả mặt đất nơi này, khiến cả Thảo Nguyên chìm trong một vùng sáng bạc, từ xa nhìn lại vô cùng đẹp đẽ. Có một cảm giác yên lặng không nói lên lời, không thể nhìn ra nơi này ban ngày đã từng xảy ra đại chiến giữa mấy vạn tu sĩ. Dù là trên mặt đất cũng không thấy bất kỳ thi thể hài cốt gì. Thân thể và hồn phách tu sĩ tử vong toàn bộ đều bị sương mù cắn nuốt hấp thu sạch trước khi tiêu tán, không còn có gì khác thường. Ở gần nơi này thấy có chút mùi máu tanh, là dấu vết còn lại của trận chiến thảm liệt 3 ngày. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, không thể xâm nhập vào địa cung sâu trong nền đất. Ở bốn phía của cung điện dưới nền đất này, Vương Lâm đang ngồi trong một động phủ. Bên trong động phủ tối đen như mực, không chút ánh sáng, ngay cả thân ảnh Vương Lâm cũng đều ẩn trong bóng tối, giống như hoàn toàn hòa hợp với bóng đêm. Giết Lưu Chi Nguyên, Vương Lâm đã phải trả giá lớn. Tất cả tính toán và một kích cuối cùng của hắn đã thành công. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, nhắm mắt thổ nạp. Cũng không biết qua đi bao lâu, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lóe lên hàn quang. Hàn quang này ở trong động phủ đen tối giống như hai ngọn lửa, bùng lên trông cực kỳ kinh người. Muốn giết một tu sĩ không kiếp gian nan tới mức nào, lúc này Vương Lâm đã nhận thức được rất sâu sắc. Giống như người khác muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà đủ thủ đoạn cùng pháp bảo của Lưu Chi Nguyên cũng còn chưa kịp thi triển nhiều. Dù sao Vương Lâm cũng nắm thời cơ cực chuẩn xác, nếu không thì kết quả trận đánh này không thể nói trước được. 10 tu sĩ không kiếp sơ kỳ, 3 tu sĩ không kiếp trung kỳ. Nhiệm vụ Thanh Nhu lão tổ giao cho ta quá khó khăn. Vương Lâm trầm mặc, trên thực tế khi hắn đáp ứng điều kiện của Thanh Nhu lão tổ thì đã suy nghĩ cẩn thận việc này. Sở dĩ hắn đáp ứng là bởi hắn không muốn nợ ân tình do 3 món lễ vật kia. Chỉ cần nói tới thủy bổn nguyên thôi thì đã chẳng khác gì tặng hắn một đạo bổn nguyên. Mà bổn nguyên nếu thông qua tự mình tìm hiểu và tu luyện, mức độ khó khăn tới mức nào, từ hỏa bổn nguyên và lôi bổn nguyên Vương Lâm đã biết được. Cho nên phần lễ vật này nặng tới mức Vương Lâm không thể mở miệng cự tuyệt. Còn về không gian thạch tuy nói là nhìn bề ngoài tầm thường nhưng Vương Lâm mơ hồ có chút suy đoán. Vật này cũng không đơn giản như bề ngoài, bên trong tồn tại rất nhiều không gian, vô cùng huyền diệu. Mà phần lễ vật cuối cùng nọ là một lần tính toán thì lại càng có thể trong thời khắc mấu chốt trợ giúp Vương Lâm một lần, thậm chí có thể nghịch chuyển càn khôn. Ba phần lễ vật như vậy, Vương Lâm nếu đã nhận thì với tính cách của hắn nhất định phải báo đáp. Còn 9 tu sĩ không kiếp sơ kỳ nữa, ta có thể giết một người, tất nhiên có thể giết thêm 9 người. Chính yếu nhất là 3 tu sĩ không kiếp trung kỳ. Dù là tự bạo hồ lô chứa 3.000 vạn đạo hồn kia, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể giết một người mà thôi, còn 2 người còn lại. Vương Lâm nhíu mày, nhưng không lùi bước chút nào mà hai mắt tràn ngập hàn quang. Thanh Nhu lão tổ đưa ra 3 điều kiện này nghĩ là ta không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Sẽ trì hoãn thật lâu, nhưng trong cuộc chiến giữa Thiên Nhu Châu và Lục Ma Châu này, ta không muốn tham dự nhiều. Muốn nhanh chóng hoàn thành toàn bộ 3 điều kiện này. Không còn quan hệ gì với đại hồn môn nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vương Lâm cúi đầu, nhìn mặt đất dung hợp với bóng tối, không thể thấy rõ ràng cửa động phủ, trong đầu hiện lên một loạt ý niệm. Đúng lúc này Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài động phủ, ánh mắt giống như xuyên thấu cánh cửa. Nhìn thấy trong địa cung yên tĩnh lúc này mơ hồ có tiếng hô hấp. Ánh sáng u ám, mượn chút nguyệt thạch ở nơi này chiếu sáng. Trong ánh sáng u ám này có một hư ảnh nữ tử từ xa xa bay tới. Đứng bên ngoài động phủ của Vương Lâm. Nàng nhìn động phủ của Vương Lâm, thần sắc lộ vẻ do dự, trầm mặc hồi lâu, đang muốn truyền thần niệm vào. Thì đột nhiên từ trong động phủ truyền ra giọng nói bình tĩnh của Vương Lâm. Viêm Loan đạo hữu đêm khuya tới chơi, cần gì do dự bên ngoài, mời vào. Lời nói của Vương Lâm vọng ra, cửa động phủ cũng vô thanh vô tức mở ra, lộ ra một khe hở. Bên trong khe hở tối đen, không nhìn rõ cảnh vật. Từ vị trí của Viêm Loan nhìn lại, khe hở trên cửa động phủ giống như một cái miệng khổng lồ mở ra cắn nuốt nhân tâm. Giống như đang đợi chính mình tiến vào. Trầm mặc một lát nữa, Viêm Loan cắn răng. Trong lòng nàng có nghi vấn, nếu không thể tìm hiểu rõ thì tâm lý khó mà bình tĩnh được. Viêm Loan bước tới, thân thể nhoáng lên, giống như sương khói tiến vào cái khe bên trong động phủ. Trong tích tắc khi thân thể nàng tiến vào, đại môn của động phủ lập tức đóng lại, không lộ ra chút khe hở nào. Đại môn của động phủ đóng lại, bước chân Viêm Loan cũng lập tức dừng lại. Nàng nhìn về phía trước, chỉ thấy một vùng đen tối, trừ khi tu vi vận chuyển lên hai mắt, nếu không nhìn chỉ thấy mơ hồ. Nàng mơ hồ có thể thấy cách đó không xa, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh kia gây cho nàng áp lực rất lớn. Loại áp lực này nguyên nhân chủ yếu tới từ uy áp trong 2 lần đánh cuộc của 2 người trên tàng hồn các. Nhìn về phía trước, Viêm Loan thân là tu sĩ không kiếp, phát hiện thấy nơi này tồn tại một luồng sát khí. Sát khí này rất nhạt, cũng không phải nhằm vào mình mà tản ra, hiển nhiên là sau khi đối phương giết chóc trở về, khi thôn nạp, tự nhiên cơ thể tản ra mà thôi. Khí tức này chỉ có tu sĩ cẩn thận thì mới phát hiện ra. Không biết tại sao, trong nháy mắt khi phát hiện ra sát khí này, trong đầu Vương Lâm hiện lên thân ảnh của Lưu Chi Nguyên kia, kể cả cảnh tượng hắn chết,
giống như ảo ảnh tự nhiên xuất hiện trong Đồng Tử Viêm Loan. Nàng giống như thấy cả quá trình Vương Lâm trong thời gian ngắn giết chết Lưu Chi Nguyên. Viêm Loan đạo hữu, giờ này đã khuya, ngươi đứng ở bên ngoài động phủ của Vương Mỗ, một câu cũng không nói, chẳng lẽ có chuyện gì gấp rút không đợi được? Vương Lâm chậm rãi mở miệng, lời nói không nhanh không chậm thốt lên. Tu sĩ không kiếp sơ kỳ của Lục Ma Châu kia là ngươi giết phải không? Viêm Loan trầm mặc trong chốc lát, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong động phủ này. Nhất định là ngươi. Trong địa cung này trừ Lữ Văn Nhiễm trưởng lão ra thì không có kẻ nào trong thời gian ngắn như vậy có thể làm được điều này. Nếu có thì nhất định là ngươi. Người khác không biết bản lãnh của ngươi nhưng ta lại rất rõ ràng. Viêm Loan nhìn thân ảnh Vương Lâm ẩn trong bóng tối, nhẹ giọng nói. Vương Lâm, là ngươi phải không? Không thể trả lời. Vương Lâm trầm mặc một chút, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, chậm rãi mở miệng, không chút dao động mà vẫn bình thường như trước. Nghe Vương Lâm nói ra bốn chữ này, Viêm Loan mỉm cười, vuốt mấy sợi tóc trước mắt, nhìn Vương Lâm trong bóng tối, nhẹ giọng nói. Ta không biết tại sao ngươi không thừa nhận, nhưng lúc này khí tức của ngươi không yên, hiển nhiên đã phải trả giá nhất định. Dù sao cũng là tu sĩ không kiếp, không dễ dàng giết chết như vậy. Nếu ngươi muốn tìm người giúp đỡ thì ta có thể. Điều kiện tiên quyết là sau khi giết chết tu sĩ không kiếp sơ kỳ của đối phương, đạt được lợi ích thì ta với ngươi mỗi người một nửa. Mạo muội quấy rầy, mong Vương trưởng lão không nên để ý. Đây là tâm ý của Viêm Loan, hoàn toàn là thành ý. Đây mới chính là mục đích khiến Viêm Loan tới đây. Nàng sau khi nói xong liền thả một viên đan dược xuống mặt đất, cúi đầu trước Vương Lâm, chậm rãi lui lại phía sau, tay áo vung lên. Một luồng gió nhu hòa hiện lên trong động phủ, khiến đại môn mở ra, sau đó hóa thành một làn khói biến mất. Tới cuối cùng Vương Lâm đối với câu hỏi của Viêm Loan chỉ nói bốn chữ, không nói gì hơn. Giờ phút này Viêm Loan rời đi, Vương Lâm mở hai mắt, hai luồng sáng như ngọn lửa bùng lên trong bóng tối. Hắn nhìn đại môn của động phủ, nhìn bóng lưng Viêm Loan rời đi, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư, tay phải đưa về phía trước. Viên đan dược nọ bay tới, rơi vào trong tay hắn. Cẩn thận nhìn vài lần, thấy đan dược này có từng đợt hương thơm mát lan ra, cực kỳ bất phàm. Hiển nhiên rất tốt để trị thương. Từ từ, khóe miệng Vương Lâm dần mỉm cười. Thời gian chậm chậm trôi qua, hai ngày qua đi rất nhanh. Tu sĩ Lục Ma Châu bên cạnh Cực Thiên Thảo Nguyên trong hai ngày này vô cùng yên tĩnh. Không triển khai đợt tấn công thứ hai, giống như đang đợi thứ gì đó, chỉ hàng ngày phái ra mấy chục người tới gần quan sát động tĩnh Cực Thiên Thảo Nguyên. Ở địa cung mỗi ngày cũng phái ra không ít tu sĩ tuần tra bên ngoài, thỉnh thoảng phát sinh chút xung đột nhưng không chém giết trên quy mô lớn. Tu sĩ xuất ngoại tuần tra do ba lão già phái ra, còn có lão già họ Chu kia toàn quyền phụ trách. Trừ tu sĩ không kiếp ra, đám tu sĩ còn lại lúc nào cũng có thể bị phái ra tuần tra. Còn về những tu sĩ không bị phái ra ngoài thì đều chìm đắm trong thổ nạp. Không ngừng bảo trì tu vi đỉnh phong của mình, tùy thời nên đón trận chiến mới. Dù sao thì trong lòng tu sĩ Thiên Ngưu Châu đều hiểu rõ, Lục Ma Châu không buông tay dễ dàng như vậy. Tu sĩ tầm thường có thể không để ý tới việc này nhưng thân là người có tu vi cao nhất ở đây, Lữ Văn Nhiễm ở trong cung điện, nhìn về phía mặt đất bên trên, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Theo hắn thấy thì việc này rất quỷ dị, tu sĩ Lục Ma Châu rất có khả năng đang đợi viện quân tới. Nếu thật sự như vậy thì địa cung nhất định sinh biến. Còn có người giết tu sĩ không kiếp của đối phương là ai, trong hai ngày này vẫn luôn khiến Lữ Văn Nhiễm suy nghĩ. Hắn loại trừ đám người bọn hắn, cuối cùng suy đoán đều rơi vào Vương Lâm. Dù hắn không tin Vương Lâm có bản lãnh như vậy nhưng sự việc này trọng đại. Hắn âm thầm triệu lão già họ Chu tới, sau khi phân phó liền để hắn cung kính cáo tử. Thời gian hai ngày này thương thế trong cơ thể Vương Lâm khôi phục không ít. Vào hoàng hôn ngày thứ ba, đến bên ngoài động phủ của Vương Lâm ngoài Viêm Loan lại có một người nữa, cũng là khách không mời. Vương đạo hữu của Đại Hồn Môn, hôm nay xin mời đạo hữu dừng đà tọa, ra ngoài tuần tra một đêm. Người nói chuyện chính là lão già họ Chu được Lữ Văn Nhiễm sắp đặt. Giờ phút này hắn đứng bên ngoài động phủ, thân sắc bình tĩnh, lời nói lộ vẻ không thể chối từ, lạnh lùng nói. Lão già họ Chu này chưa bao giờ coi Vương Lâm ra gì. Theo hắn thấy, người này dù là trưởng lão Đại Hồn Môn nhưng tu vi quá yếu, sợ là có quan hệ gì đó cho nên mới được Đại Hồn Môn cho cái thân phận trưởng lão. Loại chuyện này cũng không phải hiếm thấy trong các tông phái trên Tiên Cương Đại Lục, hầu như mỗi một tông phái đều có một vài người tu vi không cao chiếm một vị trí trưởng lão. Những người này không được người trong tông phái coi trọng, chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi. Loại người này một khi lên sa trường thì lập tức sẽ hiện nguyên hình. Lão già họ Chu này trong lòng thầm khinh miệt, chẳng qua thần sắc không thể hiện ra nhưng trong giọng nói lạnh như băng cũng thể hiện ra không ít. Người này ở trước đại chiến cũng không thấy hắn có chiến công gì. Chẳng qua Lữ trưởng lão đã chỉ định yêu cầu người này đi tuần tra, chắc là cũng có ý tứ. Sợ là người này ở Đại Hồn Môn cũng không ra gì cho nên ngay cả Lữ trưởng lão là đại nhân vật như thế cũng không thích. Lão già họ Chu đứng ở ngoài động phủ của Vương Lâm, trong đầu hiện lên ý niệm này. Hắn am hiểu nhìn sắc mặt mà đoán tâm tư. Vương Lâm bị xa lánh, không có tư cách vào cung điện, chỉ có thể ở lại động phủ này, từ điểm này cũng có thể nhìn ra vấn đề. Lời nói lạnh lùng của hắn truyền vào trong động phủ của Vương Lâm,
rơi vào trong tai Vương Lâm, khiến hắn mở bừng đôi mắt, trong mắt bình tĩnh. Loại bình tĩnh không chút dao động này khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Thân ảnh ẩn trong hắc ám, hòa hợp với bóng tối, ngay cả mái đầu bạc trắng cũng như bị bóng tối này lây nhiễm, không nhìn rõ nữa. Vương trưởng lão, lời lão phu nói ngươi có nghe thấy không? Lão già họ Chu này cau mày, hắn đã đứng ngoài động phủ này hơn 10 nhịp thở nhưng Vương Lâm ở trong động phủ như chết, không có nửa lời nói truyền ra. Loại bộ dáng này khiến trong lòng lão già họ Chu lộ vẻ căm ghét. Hắn không đợi Vương Lâm đáp lời, tay áo vung lên. Lập tức ở đại môn của động phủ Vương Lâm truyền ra tiếng nổ vang. Chỉ thấy trên đại môn xuất hiện một cái khe. Trong thời gian ngắn, cái khe này liền lan ra toàn bộ cánh cửa. Ầm một tiếng, cánh cửa động phủ lập tức tan nát. Trong hai ngày lão già họ Chu đi thông báo, người tuần tra đều cực kỳ khách khí, vội vàng ra nghênh đón. Hôm nay thấy Vương Lâm lạnh lùng như vậy khiến hắn hiển nhiên là bất mãn. Trong nháy mắt khi đại môn của động phủ sụp đổ, lão già này hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào động phủ. Nhưng trong nháy mắt khi hắn bước chân vào động phủ, thân thể hắn bỗng nhiên sững lại. Hắn thấy Vương Lâm đang khoanh chân trong động phủ, lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt lạnh như băng kia khiến lão già họ Chu không biết tại sao lại giật nảy mình, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, không ngờ lại có cảm giác như bị Lữ Văn Nhiễm nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này khiến máu huyết toàn thân hắn chuyển động nhanh hơn, cả người theo tiềm thức dừng bước. Ai cho ngươi tư cách hủy động phủ của ta? Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, thân sắc không nhìn ra chút hỉ nộ, chậm rãi đứng lên, bước một bước về phía lão già này. Lão già họ Chu kinh hãi, hắn cảm thấy trong nháy mắt khi mình tiến vào động phủ này, chỉ thấy trong này không phải là một tu sĩ mà là một con mãnh thú viễn cổ sắc khí ngập trời tỉnh giấc, khiến thân thể hắn lập tức run rẩy, ngay cả nguyên thần cũng chấn động. Chỉ là một loại cảm giác nhưng lại khiến hắn cực kỳ kinh hãi. Theo một bước Vương Lâm bước ra, sắc mặt lão già họ Chu này tái nhợt, hai chân không chịu sự khống chế. Theo tiềm thức lui lại phía sau, sau vài bước liền rời khỏi động phủ, toàn thân tràn ngập mồ hôi, quần áo ướt nhẹp. Vương trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Đồng tử trong mắt lão già họ Chu co rút lại, lập tức mở miệng nói. Vương Lâm không mở miệng, vẫn bước từng bước tới phía trước, khiến cho thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, mái tóc bạc trắng lộ ra trong u quang. Màu trắng như bạch cốt này trong nháy mắt khi toàn thân hắn hiện ra từ trong bóng tối khiến trái tim lão già họ Chu vừa rời khỏi động phủ đập thình thịch. Trái tim đập rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thay thế tất cả tiếng động trong tâm thần hắn. Giống như muốn từ lồng ngực lao ra, vỡ tan thành từng mảnh. Cảm giác mãnh liệt này khiến ánh mắt lão già họ Chu lộ vẻ không thể tin nổi và nỗi sợ vô cùng. Cất bước đi tới, Vương Lâm dừng lại trước người lão già họ Chu này một trượng, ngừng chân, bình tĩnh nhìn vào hai mắt đối phương. Loại ánh mắt này, loại phong thái này khiến lão già họ Chu cảm thấy một áp lực cường đại, khiến cho đầu óc hắn trống rỗng. Là Lữ Văn Nhiễm trưởng lão. Gần như chỉ trong nháy mắt, lão già họ Chu đã không thể chịu nổi áp lực này. Hắn thậm chí cảm thấy nếu mình không trả lời thì dưới ánh mắt của đối phương, bản thân sẽ phải hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Trong nháy mắt khi lời này nói ra, ánh mắt Vương Lâm rời khỏi người lão già, nhìn về phía cung điện xa xa. Ở trong cung điện xa hoa nhất chính là chỗ của Lữ Văn Nhiễm. Hầu như trong tích tắc khi ánh mắt của Vương Lâm nhìn tới, Lữ Văn Nhiễm cũng như phát hiện ra, mở hai mắt, cùng với ánh mắt của Vương Lâm, cách một tầng cung điện, mơ hồ như đối mặt. Lão già họ Chu thầm thở phào một hơi, áp lực toàn thân tiêu tán. Nhưng cảm giác kinh khủng này đã để lại ấn tượng không thể phai nhạt trong lòng hắn. Người này không phải là nhờ quan hệ mà trở thành trưởng lão đại hồn môn, tu vi của hắn thật sự là đáng sợ. Sắc mặt lão già họ Chu tái nhợt, vừa rồi Vương Lâm nhìn hắn khiến hắn cảm thấy như có một thanh kiếm sắc bén đặt ở mi tâm, suốt đời khó có thể quên được. Hắn càng cảm thấy vô cùng hối hận, không nên nghe theo lời của Lữ Văn Nhiễm, trêu chọc một người kinh khủng như vậy. Ánh mắt Vương Lâm sau khi dừng lại tại cung điện một hơi thở liền rời đi. Thần sắc bình tĩnh, tay áo vung lên, bước qua người lão già họ Chu kia. Đồng thời khi hắn đi qua, hắn như tùy ý vỗ vai lão già này. Hủy đại môn của động phủ ta, đáng chết. Nể tình ngươi phạm tội lần đầu, tội có thể tha. Nhưng trừng phạt thì không thoát được. Ngày mai Vương Mỗ trở về, muốn thấy động phủ đã có đại môn. Vừa nói, thân thể Vương Lâm vừa hướng về phía trước, chậm rãi biến mất. Chuyện tuần tra Vương Lâm không cự tuyệt. Nếu là Lữ Văn Nhiễm phái đi thì dù cự tuyệt một lần sẽ lại có nhiều lần khác. Sau khi Vương Lâm rời đi, lão già họ Chu kia run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo, ánh mắt hoàn toàn bị sự sợ hãi bao phủ. Hắn hầu như không cần nghĩ ngợi, lập tức bay vọt về phía xa xa, tìm kiếm đại môn mới cho động phủ này, muốn trước khi Vương Lâm trở về có thể sửa chữa xong. Hắn không dám không làm như vậy. Chu đạo hữu, ngươi tới đây một chút. Nhưng trong nháy mắt khi lão già này lao đi, một giọng nói vang lên bên tai hắn, khiến cho cước bộ của hắn bỗng sững lại, ánh mắt cực kỳ đau khổ. Giọng nói này là của Lữ Văn Nhiễm. Hai người các ngươi có mâu thuẫn gì thì cũng không cần kéo ta vào. Lão già họ Chu này thầm than. Lữ Văn Nhiễm gọi, hắn cũng phải lập tức chạy tới, cười khổ một tiếng,
đành bỏ qua việc chữa trị đại môn của động phủ, bất đắc dĩ bay đi. Hắn chỉ cầu sao mình từ chỗ Lữ Văn Nhiễm đi ra vẫn còn đủ thời gian để hoàn thành việc Vương Lâm giao. Nếu không thì hậu quả hắn không dám nghĩ tới nữa. Ở trong lòng đất Cực Thiên Thảo Nguyên, thân ảnh Vương Lâm phiêu hốt. Dọc đường đi lên, không lâu sau hắn đã xuất hiện dưới ánh trăng. Ánh trăng rất sáng, bao phủ cả mặt đất, khiến thảo nguyên này tràn ngập một màu bạc. Nhưng khi Vương Lâm xuất hiện thì lúc này đã quá nửa đêm. Ánh trăng dần dần mờ đi, bị một tầng mây đen che phủ, khiến cho mặt đất tràn ngập bóng tối. Vương Lâm yên tĩnh từ từ đi trên thảo nguyên. Cỏ xanh trên mặt đất phát ra những tiếng lạo xạo. Ban đêm yên tĩnh, tiếng động này nghe càng rõ. Thời gian từ từ trôi qua, mặt trăng trên bầu trời đã bị mây đen hoàn toàn che phủ. Do vậy thiên địa lúc này hoàn toàn chìm đắm trong bóng tối. Thân ảnh của Vương Lâm lại một lần nữa dung nhập vào trong đêm, không còn nhìn rõ nữa. Chỉ có gió từ xa thổi tới, cuốn qua mặt đất, khiến y phục và vài sợi tóc của Vương Lâm thổi bay lên, nhưng trong bóng tối cũng mơ hồ không nhìn rõ. Đi trên thảo nguyên, Vương Lâm nhớ tới Lý Mộ Uyển. Hắn nhắm hai mắt, trong lòng tràn ngập đau thương, hắn vuốt ve tay phải của mình. Nơi đó là không gian chữ vật có Lý Mộ Uyển đang ngủ. Vuốt tay phải, cảm nhận được độ ấm của bàn tay, giống như hắn có thể cảm nhận được Lý Mộ Uyển. Hơn 2.000 năm, chưa tới 3.000 năm, rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Giống như cỗ xanh trên Cực Thiên Thảo Nguyên này đã trải qua mấy đời tràn ngập thảo nguyên này. Nhưng gió thì lại vĩnh viễn không thay đổi mà thổi tới. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm ở trên đại lục xa lạ này, trong màn đêm. Bởi vì vết thương chưa lành mà trong lòng nổi lên cảm giác cô độc. Ta lấy hỏa diễm nhiễm đỏ trời cao, chỉ để nàng không còn thấy lạnh. Ta lấy lôi điện ầm vang thế giới, chỉ để nàng có thể nghe thấy giọng nói của ta. Ta cùng Tuế Nguyệt đi qua vạn vạn năm, đi qua từng giới, chỉ để tìm được hơi thở của nàng. Ta nhập ma sát đạo, nghịch thiên thí thiên, đánh vỡ thiên địa. Bóng lưng cô độc đứng trước mặt nàng cũng chỉ vì muốn nàng mở đôi mắt. Vương Lâm nhìn thảo nguyên đen kịt, trầm mặc đi tới. Hắn thích đêm đen, bởi vì đêm đen có thể che bớt thân ảnh hiu quạnh. Hắn cô độc, hắn không muốn người khác nhìn thấy. Trong lòng một người đều có một cái dương, chứa trong đó ký ức cả đời. Ký ức này có thể là ngọt ngào, có thể là cay đắng. Có người đánh mất cả cái dương này và bản thân, không thể tìm được nữa. Có người khóa chặt cái dương này, nút chìa khóa, để mình không thể mở ra được, cũng không cho người khác chạm vào. Có người vẫn nắm chặt cái dương này trong lòng bàn tay, nói với mình là không được quên. Có người lại chôn thật chặt cái dương này xuống, chờ một năm nào đó. Xuân ấm khai hoa, xem có thể nở ra một đóa hoa kiều diễm hay không. Trong dương có thể là tình cảm của người, có thể là ngọt ngào và cay đắng lẫn lộn. Cái dương của ta vẫn còn. Vương Lâm thì thào, trong bóng tối này không thể nhìn thấy sự cô độc của hắn, không thể nhìn thấy vẻ tịch mịch, hiu quạnh của hắn. Tuần tra rất buồn tẻ nhưng Vương Lâm đã quen với cuộc sống như vậy, quen với việc di chuyển một mình. Mà lúc này hắn đem bản thân dung nhập màn đêm, ẩn trong đêm đen. Yên lặng nhìn về thiên địa vô tận phía trước, mơ hồ xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng đó bị mây đen che phủ nhưng không cách nào ngăn cản toàn bộ. Lộ ra giống như đại biểu cho một phương hướng. Vương Lâm nhìn nơi đó, chậm rãi đi tới. Giờ phút này vẫn đang là ban đêm, bầu trời mây đen dày đặc, rất nhanh liền có tiếng sấm ầm ĩ. Chẳng bao lâu sau, cuồng phong gào thét, những tiếng ào ào từ bốn phương tám hướng truyền tới. Trời mưa rồi. Trong nháy mắt khi nước mưa tầm tã đổ xuống, bước chân Vương Lâm dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên địa bị màn mưa che phủ, tay phải phất lên, lập tức la bàn cấm chế xuất hiện. Trên la bàn hiện ra phía trước Vương Lâm đang có hơn 11 điểm xanh biếc lao vào tới. Ánh mắt lóe lên, thân thể Vương Lâm lập tức lui lại phía sau, trong tích tắc đã rời khỏi đó mấy ngàn trượng, thay đổi phương hướng, ở một vị trí khác cúi đầu nhìn xuống la bàn trong tay, ánh mắt lóe lên. Trong la bàn, 11 điểm sáng kia trong nháy mắt khi Vương Lâm thay đổi phương hướng bất ngờ cũng thay đổi phương vị, giống như nhận thấy Vương Lâm di động, nhanh chóng đuổi tới. Cùng lúc đó, ở trên la bàn, bốn phía Vương Lâm bất ngờ đều xuất hiện hơn 10 điểm sáng màu lục, hình thành một vòng vây xung quanh hắn. Đây là mục đích của Lữ Văn Nhiễm rồi. Vương Lâm khi rời khỏi địa cung đã hiểu hết kế hoạch của Lữ Văn Nhiễm. Hắn nhất định là hoài nghi mình, cho nên mới khiến mình xuất ngoại tuần tra, xem có thể dẫn dụ tu sĩ Lục Ma Châu hay không. Vương Lâm tuy rằng có thể không ra ngoài nhưng nếu ẩn nấp thì không phải là tính cách của Vương Lâm hắn. Có đôi lúc lấy lùi làm tiến lại có lẽ lại hay hơn. Nếu ta là Lữ Văn Nhiễm thì nhất định giờ phút này sẽ phong kín cả địa cung. Bước chân Vương Lâm chạm vào mặt đất, lập tức một luồng phản lực chợt bùng lên, ngăn cản hắn dung nhập vào mặt đất trở lại địa cung. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào gần trăm điểm sáng màu lục trong la bàn, ánh mắt lộ sát khí. Những người này tới giết Vương Lâm, nhưng cũng không biết Vương Lâm lựa chọn đi ra ngoài cũng là muốn nhanh chóng hoàn thành ba nhiệm vụ Thanh Ngưu lão tổ giao cho hắn. Trong bốn hướng có hai hướng tồn tại tu sĩ không kiếp trung kỳ, còn hai hướng còn lại là không kiếp sơ kỳ. Người Lục Ma Châu sau khi tử vong người tên Lưu Chi Nguyên kia vẫn còn sáu người, hôm nay đã đưa ra nửa người,
xem ra biết được chuyện ta có La Bàn cấm chế, đoán được ta đã giết Lưu Chi Nguyên. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hướng về phía bên phải bước một bước, dưới chân có sóng gợn hiện lên, trong tích tắc liền biến mất. Bốn hướng trên Cực Thiên Thảo Nguyên mỗi một hướng đều có hơn 10 tu sĩ lao vút đi. Trong đó có lão già họ Trương và lão già họ Triệu, hai lão quái không kiếp trung kỳ, lúc này thần sắc họ vô cùng âm trầm. Hai hướng khác là một nam hai nữ đều có tu vi không kiếp sơ kỳ dẫn đầu đám tu sĩ hơn 10 người phía sau, dựa theo chỉ dẫn mà lao thẳng tới chỗ Vương Lâm. Ở phía sau, cách đó rất xa còn có một nữ tu không kiếp sơ kỳ nữa, ở trong mấy ngàn tu sĩ Lục Ma Châu, đang khoanh chân ngồi. Trước mặt lơ lửng một la bàn hư ảo, bên trong hiển thị rõ ràng vị trí của Vương Lâm, thông báo cho những người ở phía xa xa truy đuổi. Bầu trời có sấm sét ầm vang, nước mưa rơi xuống, bắt đầu một trận chém giết trong mưa. Hứa Đức Tài thân là một tán tu của Lục Ma Châu, tu vi đạt tới không kiếp sơ kỳ đã là cực hạn của hắn, không thể tiến bộ nổi nữa, trừ phi có cơ duyên khác. Lúc này bước vào cuộc chiến với Thiên Ngưu Châu, hắn được Đạo Ma Tông yêu cầu tham dự. Hứa hẹn rất nhiều lợi ích, vì vậy tiến vào trong đại quân tấn công Thiên Ngưu đệ tam huyệt này. Giờ phút này hắn mang theo phía sau hơn 10 tu sĩ. Trong đó có 3 tu sĩ cũng đã bước vào bước thứ 3, nhưng cao nhất chỉ là không huyền trung kỳ mà thôi. Những người còn lại hầu hết đều ở trong thiên nhân suy kiếp, dưới sự dẫn dắt của Hứa Đức Tài hóa thành 10 đạo cầu vồng lao thẳng về phía trước. Dọc đường đi Hứa Đức Tài rất cẩn thận, cái chết của Lưu Chi Nguyên mang tới cho hắn rung động rất lớn. Tu sĩ không kiếp cực kỳ khó bị giết, nhưng 2 ngày trước Lưu Chi Nguyên lại chết. Loại chuyện này khiến trong lòng hắn nổi lên sóng gió ngập trời. Giờ phút này hắn không cho phép bản thân được bất cẩn, nhưng trong sự cẩn thận lại bao hàm hưng phấn. Loại hưng phấn này đến từ một lời hứa hẹn của Trương trưởng lão của Đạo Ma Tông đối với bọn họ trước khi xuất ngoại. Giết chết người tên Vương Lâm này thì lão phu làm chủ, sẽ xin tông chủ cho ngươi vào vực sâu của Đạo Ma Tông tu hành 1000 năm. Lời hứa hẹn này có sức hút rất lớn đối với Hứa Đức Tài. Vực sâu này nghe đồn là do bọ cạp Lục Ma Châu sau khi bị tiên tổ phong ấn, lúc lấy ma đan liền xuất hiện chuyện bất ngờ. Ma đan nổ tung, trong đó có một bộ phận rơi xuống đất, hóa thành 5 vực sâu. Bên trong vực sâu đó tồn tại ma khí vô tận, tiến vào tu hành có rất nhiều lợi ích. Đối với người có tu vi đình trệ đã lâu như Hứa Đức Tài thì đây là cơ hội hắn mơ tưởng đã lâu, dù có đề cao tu vi thành công hay không thì hắn cũng phải thử một lần. Vương Lâm, giết ngươi bổn tôn có thể đạt được cơ duyên. Ngươi và ta dù không có cửu oán nhưng ngươi phải chết. Hứa Đức Tài mím mím môi, sát khí trong mắt bùng lên. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một cảm giác sợ hãi hiện lên trong tâm thần hắn. Hầu như chỉ trong chớp mắt khi hắn xoay người lại, một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Trong 10 người đang phi hành, đầu lâu của tu sĩ cuối cùng có tu vi chưa đạt tới bước thứ 3 trong nháy mắt bay lên, máu tươi tung tóe, ngay cả nguyên thần cũng tan nát. Hứa Đức Tài chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh mặc bạch y bước ra từ trong bóng tối, cầm một thanh huyết kiếm, dùng một tốc độ cực kỳ quỷ dị quét ngang, khiến 10 người bị diệt vong. Ngay trong tích tắc khi giết xong 10 người, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, lui lại phía sau, trong nháy mắt liền biến mất. Đồng tử trong mắt Hứa Đức Tài co rụt lại, lộ vẻ khiếp sợ. Tốc độ của Vương Lâm quá nhanh khiến người ta phải kinh hãi. Nhưng cùng lúc đó Hứa Đức Tài liền nhận ra. Vương Lâm. Hứa Đức Tài không cần nghĩ ngợi, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau, tay phải bỗng nhiên giơ lên hướng về phía bầu trời điểm một chỉ. Lập tức trong màn đêm mưa gió, một đóa hoa hư ảo kiều diễm bất ngờ hiện ra. Đóa hoa này rất lớn, hầu như che cả nửa bầu trời. Đóa hoa này nhìn thì tươi đẹp nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó rõ ràng là do đầu lâu tạo thành. Trong nháy mắt khi đóa hoa xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang. Giờ phút này còn lại chỉ có 5 người, trừ tu sĩ không kiếp kia thì còn 4 người tu vi không đủ. Thân thể 4 người nọ chấn động, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, đồng loạt lui lại phía sau. Nhưng tốc độ bọn họ sao bằng Vương Lâm, thân thể hắn nhoáng lên, huyết quang lóe lên. Chỉ thấy huyết kiếm hóa thành một huyết long, gào thét quét ngang qua. 2 người bị huyết quang đụng thân thể liền run lên, trong tiếng kêu thảm thiết thân thể liền chia 5 x 7. Sau khi giết thêm 2 người, thân thể Vương Lâm dung nhập la bàn. Hắn cảm giác là tu sĩ ở 3 phương hướng còn lại lúc này đang lao tới đây. Nhất là 2 lão quái tu vi không kiếp trung kỳ lại rời khỏi đội ngũ, toàn lực lao tới nơi này. Dựa theo tốc độ của bọn họ thì sợ rằng chỉ cần nửa canh giờ là có thể áp sát. Còn có một tu sĩ không kiếp sơ kỳ cũng rời khỏi đội ngũ, bay vút tới, nửa canh giờ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể nhoáng lên tới thẳng hướng Hứa Đức Tài. Giờ phút này Hứa Đức Tài vừa mới phóng ra đóa hoa tín hiệu, trong lòng lại trở nên bình tĩnh. Lúc này hắn chỉ cần trì hoãn Vương Lâm chờ những người khác xông tới là đã lập công lớn rồi. Hứa Đức Tài cười nanh ác, hắn căn bản không cần biết tới sự tử vong của những người khác. Trong tích tắc khi Vương Lâm lao tới, hắn không cần nghĩ ngợi, tay phải bỗng giơ lên, trong nháy mắt liền hạ xuống. Trong khoảnh khắc khi tay hắn hạ xuống, tay phải hắn biến hóa ra ấn ký, bất ngờ trong thời gian ngắn ngủi đánh ra hơn 100 vạn ấn ký, hình thành một hư ảnh sư tử rất lớn. Sư ảnh này lớn tới mấy trăm trượng, vừa mới xuất hiện liền gầm thét kinh thiên, lao thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ thi triển ấn quyết thế này Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy.
thần thông quỷ dị của Hứa Đức Tài thật sự thi triển quá nhanh. Sư ảnh gầm thét, trong nháy mắt đã áp sát Vương Lâm. Huyết quang lóe lên, tiếng ầm vang chấn động bốn phương, tung lên vô số cỏ dại, cũng khiến nước mưa trên bầu trời tan nát trong phạm vi lớn, khiến trong phương viên vạn trượng quanh đây trở thành một thế giới không hề có nước mưa. Hứa Đức Tài vừa mới thi triển thần thông, thân thể không dừng lại mà liên tục lùi lại phía sau ba bước, tay phải bỗng nhiên nhấn xuống mặt đất một cái. Trong tích tắc ngắn ngủi này, gần 400 vạn ấn quyết với một tốc độ cực kỳ kinh khủng được đánh ra, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mặt đất ầm ầm nổ vang, chỉ thấy bốn người đất khổng lồ từ dưới đất chui lên, mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chỗ sư ảnh va chạm với Vương Lâm. Hầu như trong tích tắc khi Vương Lâm bước ra khỏi vị trí đó, một người đất khổng lồ gầm thét lao tới, căn bản không cho hắn một chút cơ hội nào. Chém giết như vậy dù là Vương Lâm cả đời trải qua không ít hung hiểm nhưng cũng là gặp phải lần đầu. Tốc độ làm phép thật nhanh, làm sao lại có thể nhanh như vậy? Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, hắn thấy bốn người bùn đồng thời lao tới, Hứa Đức Tài lại một lần nữa nhanh chóng lui lại phía sau, tay trái vung lên. Bất ngờ có gần 500 vạn ấn quyết lóe lên trong tay hắn, hóa thành một cây hương, bị hắn nắm trong tay, giơ về phía Vương Lâm vái một vái. Một vái này khiến tâm thần Vương Lâm ầm vang, giống như có một luồng lực lượng kỳ dị từ trong u minh truyền vào tâm thần hắn. Ngay sau đó, làn khói từ cây hương này bất ngờ hóa thành một con mãnh thú giống như kình ngư, xuất hiện trong thiên địa, mở miệng lớn hướng về phía Vương Lâm cắn nuốt. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Hứa Đức Tài đưa cây hương về phía sau cắm xuống một cái, trực tiếp đâm sâu vào mặt đất, thân thể nhoáng lên, lui lại phía sau ba bước nữa, tay trái bắt quyết. Trong tích tắc gần 600 vạn ấn quyết xuất hiện, hai tay hắn đồng loạt đặt lên mặt đất. Ầm một tiếng, lấy Vương Lâm làm trung tâm, bùn đất chợt nhúc nhích, hóa thành một dòng xoáy, ầm ầm dựng lên ngập trời, hình thành một tấm màn bùn đất phong bế. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một đám bùn lớn bao vây Vương Lâm vào bên trong. Hứa Đức Tài gầm nhẹ, đám bùn này đột nhiên co rút lại. Hứa Đức Tài nổi danh trên Lục Ma Châu, điểm làm hắn khiến người ta có một cảm giác rất đáng sợ chính là tốc độ làm phép nhanh tới lạ thường. Dưới tốc độ này, khi đấu phép hắn thường chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn có thể khiến cho người khác không có chút thời gian nghỉ ngơi, liên tục vô tận đánh ra thần thông, ầm ầm giết chết đối phương. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn tuy là tán tu nhưng lại có thể khiến Đạo Ma Tông khách khí mời tới. Vương Lâm ở trong đám bùn, bốn phía mà một vùng bùn đất vây quanh, phát ra những tiếng rền trầm trầm. Trong thân thể hắn tồn tại lực lượng kỳ dị do Hứa Đức Tài vừa vái một vái lúc trước. Bốn phương tám hướng Vương Lâm tràn ngập bùn đất, mà hư ảnh kình ngư trên bầu trời đang mở lớn miệng, trong tích tắc cắn nuốt cả đám bùn đất khổng lồ này. Sau khi cắn nuốt xong, hư ảnh kình ngư tiêu tán. Nhưng đám bùn đất này không biết mất mà lơ lửng giữa không trung, bốn phía có 9 con mãng xà màu đen biến ảo ra, hướng về phía đám bùn NAV phun ra rất nhiều độc khí, dung nhập vào trong đám bùn, không ngừng thấm vào bên trong. Tiếng ầm ầm vang vọng trong thiên địa, đám bùn kia nhanh chóng sụp đổ. Một luồng lực lượng mạnh mẽ từ bên trong đó nổ tung, hóa thành một nắm tay khổng lồ, trực tiếp đánh tan vài con mãng xà. Đám bùn vỡ tung, lộ ra thân ảnh chật vật của Vương Lâm ở phía trong. Cả đời Vương Lâm đã trải qua chém giết vô số trận, đây là lần đầu tiên hắn căn bản không có chút thời gian ngừng tay, bị người ta công kích điên cuồng như bão táp. Tất cả đều bởi vì tốc độ thi pháp của đối phương quá nhanh, nhanh tới mức khiến người ta phẫn nộ. Hầu như trong nháy mắt khi Vương Lâm thoát ra từ đám bùn, tiếng ầm vang từ phía xa đã vọng tới. Chỉ thấy một đám phi kiếm màu vàng mang theo khí tức ác liệt đang gào thét lao tới. Ngay sau đó, ở phía sau phi kiếm là 18 người bùn đang bước nhanh đi. Phía sau 18 người bùn này, một tấm màn đang nhúc nhích tiến tới. Ở phía sau tấm màn là một cái đầu lâu lộ ra vẻ tang thương, có u quang tỏa ra, giống như bị người ta phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ở sau đó nữa cỏ xanh trên mặt đất nhúc nhích, bất ngờ đồng loạt bị rút ra, hóa thành những giọt nước màu xanh biếc, số lượng không thể tính noi phóng tới. Sau đó nữa là một vùng sương mù cuốn động thiên địa, giống như kéo toàn bộ mây đen trên trời xuống, hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ, mang theo tiếng gào thét kinh thiên động địa. Từ hai bên sườn Vương Lâm nhanh chóng tấn công. Ở phía sau nữa lại là chính con mãng xà vừa bị Vương Lâm đánh tan và hư ảnh kình ngư biến ảo ra, mở miệng lớn chuẩn bị cắn nuốt Vương Lâm lần hai. Vật ấy mới thực sự là quỷ dị, là thần thông cả đời của Hứa Đức Tài. Một khi bị kình ngư này nuốt vào trên ba lần, tu sĩ cùng giai nhất định bị trọng thương. Thấy cảnh tượng này, dù là Vương Lâm cũng cảm thấy da đầu tê tái. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi là có người tốc độ làm phép lại có thể đạt tới trình độ khủng bố như thế này. Giao đấu chưa bao lâu mà đối phương đã thi triển ra quá nhiều thủ đoạn, bao nhiêu loại thần thông thế này, hầu như tràn ngập mấy vạn trượng. Khiến cho Vương Lâm có một loại ảo giác là hắn giống như không phải giao chiến với một người mà với mấy người vậy. Không kịp nghĩ nhiều, đám phi kiếm màu vàng đã tới gần, trong tích tắc đã bao vây bốn phía Vương Lâm, khí tức ác liệt như có thể chém đinh chặt sắt, muốn phân thân Vương Lâm ra vậy. Loại tốc độ thi triển thần thông nhanh tới không ngừng nghỉ thế này căn bản không để cho Vương Lâm có thời gian thi triển thần thông, trong tích tắc đã tấn công hắn. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, từ thân thể Vương Lâm vang lên những tiếng kim loại va chạm.
Toàn bộ phi kiếm nọ rơi vào người hắn khiến thân thể Vương Lâm vội vàng lui lại phía sau. Y phục hắn bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Đây có thể nói là một lần chém giết với người khác mà Vương Lâm chật vật nhất. Nếu không phải là đạo cổ có thân hình cường hãn thì lúc này dưới đám phi kiếm này hắn nhất định bị thương. Sau phi kiếm, 18 người bùn khô cho Vương Lâm có cơ hội thở dốc, ầm ầm bước tới, trong tích tắc khi tới gần Vương Lâm 10 trượng liền không triển khai công kích mà đồng loạt tự bạo. Ầm 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 ầm. 18 người bùn tự bạo hình thành một cơn lốc cuốn Vương Lâm vào bên trong, bắt đầu hủy diệt. Vương Lâm phun một ngụm máu tươi, đang muốn lui lại phía sau thì trong nháy mắt này, tấm màn phía sau người bùn như ràng buộc với người bùn, rung lên một cái liền hóa thành tầng tầng lốc xoáy, vờn quanh Vương Lâm. Trong tiếng ầm vang, tấm màn này sụp đổ, hóa thành 10 vạn 8000 sợi tơ, với tốc độ cực nhanh chui vào trong cơ thể Vương Lâm, triển khai hủy diệt từ bên trong. Vậy còn chưa xong, phía sau tấm màn, đầu lâu tràn ngập u quang kia trong tích tắc bị ném tới gần Vương Lâm, từ trên bầu trời đen kịt liền lập tức có một khe hở khổng lồ bị xé mở. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong khe hở này truyền ra, một cái đầu khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Cái đầu này là đầu một con chó, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, lộ vẻ hung tàn khát máu, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu bị vứt phía trước Vương Lâm, đột ngột gầm lên một tiếng rồi lao xuống. Con chó này chính là hung thú Hứa Đức Tài nuôi dưỡng, chuyên dùng để đả thương người. Tốc độ con chó này quá nhanh, trong tích tắc đã tới gần, há miệng cắn lên cái đầu lâu, đồng thời cả cái đầu khổng lồ đánh lên thân thể Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm tràn ra một lượng lớn máu tươi, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau. Nhưng phía sau con chó này là chất lỏng màu xanh biếc vô tận tràn tới, trực tiếp rơi lên người Vương Lâm, tạo thành tiếng ầm vang kinh thiên. Trong tích tắc khi tiếng ầm vang này nổi lên, sát chiêu chính thức ầm ầm lao tới. Chính là hai bàn tay khổng lồ đánh tới hai bên sườn Vương Lâm, ầm một tiếng, bàn tay nọ chỉ còn cách Vương Lâm không tới 10 trượng. Những tiếng bùng bùng từ trong người Vương Lâm vang lên, giống như thân thể hắn không thể chịu đựng nổi nữa vậy. Trong thời khắc nguy cơ này, Vương Lâm bỗng nhiên giơ hai tay lên không, trực tiếp đấm thẳng về phía hai bàn tay kia. Cùng lúc đó, hư ảnh kình ngư khổng lồ phía xa mở to miệng lao tới, hướng về phía Vương Lâm cắn nuốt. Tiếng chấn động kinh thiên động địa truyền khắp Cực Thiên Thảo Nguyên. Hai bàn tay khổng lồ va chạm với Vương Lâm, tạo nên âm thanh kinh thiên, toàn thân Vương Lâm tuôn ra huyết vụ. Nhưng kình ngư nọ giống như mãnh thú lao tới, trong tích tắc đang định cắn nuốt, thần sắc Hứa Đức Tài ở phía xa vừa lộ ra vẻ đắc ý thì Vương Lâm đột nhiên mở miệng, phun ra một viên đá màu đen. Viên đá này xuất hiện, lập tức bộc phát ra ánh sáng đen ngập trời, dung hợp với màn đêm trên bầu trời. Một thân ảnh giống hệt con kình ngư kia nhưng lớn hơn tới mấy lần huyễn hóa ra. Vật này chính là thiên đạo của Vương Lâm, U Minh Thú. U Minh Thú vừa xuất hiện, hai mắt lộ vẻ mê man và hung tàn, quên đi sợ hãi, điên cuồng cắn nuốt hư ảnh kình ngư của Hứa Đức Tài. Đồng tử trong hai mắt Hứa Đức Tài co rút lại, lộ vẻ hoảng sợ, không cần nghĩ ngợi chút nào, thân thể vội vàng lui lại phía sau, hai tay bắt quyết, định thu hư ảnh kình ngư kia lại. Nhưng lúc này tốc độ của hắn đã chậm. Trong tiếng ầm vang, chỉ thấy kình ngư của Hứa Đức Tài vừa định lui lại phía sau thì U Minh Thú đã hút một cái, vô cùng nhanh chóng nuốt nó vào miệng. Trong tích tắc khi kình ngư này bị nuốt, sắc mặt Hứa Đức Tài tái nhợt, phun một ngụm máu tươi. Thiên đạo của ta. Giọng nói cực kỳ thê lương, mang theo sự đau lòng không thể nói bằng lời vang lên. Lúc này hai mắt Hứa Đức Tài đỏ bừng, thiên đạo bị nuốt khiến hắn không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tin nổi. Dù Vương Lâm cũng có thiên đạo nhưng giữa thiên đạo và thiên đạo hắn chưa từng nghe nói có chuyện cắn nuốt nhau. Hắn không biết là trong cơ thể thiên đạo của Vương Lâm có một vật, vật đó tên là không gian thạch. Vương Lâm rời khỏi động phủ giới, mang theo thiên đạo nhưng lại vẫn để quy tắc của thiên đạo như cũ. Thân thể Vương Lâm lui nhanh lại phía sau, cho tới khi rời khỏi ngàn trượng mới thu lại thiên đạo, hóa thành không gian thạch nuốt vào miệng. Đây là lần đầu tiên trong trận giao chiến này hắn có thể thở phào một hơi, bị tấn công liên tục như vậy khiến thần kinh hắn vô cùng khẩn trương. Thân thể truyền ra sự đau đớn, ánh mắt nhìn về phía Hứa Đức Tài xa xa mang theo một tia ngưng trọng và kích động. Tu sĩ tuyệt đối không thể có tốc độ làm phép nhanh như vậy. Người này nhất định đã gặp cơ duyên gì đó, nhất định là nắm giữ thần thông hiếm thấy. Nếu không không thể xuất hiện cảnh tượng như vừa rồi. Loại thần thông này nếu ta có thể học được. Nhìn chằm chằm vào Hứa Đức Tài phía xa xa, hai mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên. Trái tim hắn đập thình thịch, nhưng không lao ra nữa mà bước lùi lại một bước, sóng gợn hiện lên, trong tích tắc biến mất. Trong nháy mắt hắn biến mất, thần thông của Hứa Đức Tài ầm ầm ập tới, tràn ngập mặt đất, khiến tiếng chấn động vang lên không ngừng. Hứa Đức Tài xoay phắt người, hai mắt lộ vẻ điên cuồng. Ngươi nuốt thiên đạo của ta, vậy thì lấy thiên đạo của ngươi trả lại cho ta. Chẳng qua Hứa Đức Tài tìm kiếm thế nào đi nữa cũng không thấy chút khí tức của Vương Lâm. Trận chiến này nhìn như hắn chiếm ưu thế nhưng trên thực tế hắn mới là người đau lòng nổi giận. Giờ phút này từ ba phương hướng khác, hai tu sĩ không kiếp trung kỳ của Lục Ma Châu, còn có nữ tử đạt tu sĩ không kiếp sơ kỳ kia đang rời khỏi đội ngũ lao tới. Nhưng thân ảnh Vương Lâm lại hiện ra ở xa hơn, nơi đội ngũ mà mấy người này vừa rời đi. Mục đích của Vương Lâm chính là dẫn dụ ba người này, sau đó triển khai giết chóc, dùng phương thức này giết sạch đám tu sĩ Lục Ma Châu. Bên cạnh Cực Thiên Thảo Nguyên,
nữ tu không kiếp được mấy ngàn tu sĩ vây quanh đang ngồi khoanh chân chợt mở bừng hai mắt. La bàn hư ảo phía trước nàng giờ phút này hiển thị rõ ràng vị trí của Vương Lâm. Nàng thấy điểm sáng đại biểu cho Vương Lâm trong thời gian ngắn biến mất, khi xuất hiện đã ở một vị trí rất xa, nàng lập tức báo cho tu sĩ đồng đạo đuổi giết Vương Lâm. Giờ phút này, điểm sáng này lại xuất hiện một lần nữa, khiến cho nữ tử này cảm thấy một tia không ổn. Một lần có thể tiếp nhận, nhưng tới hai lần mà nói liền đại biểu có thể xuất hiện ba lần, bốn lần. Do đó muốn giết Vương Lâm này là chuyện cực kỳ khó khăn. Trong tay hắn nhất định có một pháp bảo có thể na di. Pháp bảo như thế toàn tông môn chỉ có một món, Lục Ma Châu có không quá ba món. Dù là Thiên Ưu Châu sợ rằng tuyệt đối cũng không nhiều, người này vậy mà lại có thể có. Trong ánh mắt của nữ tử này, nàng hoảng sợ phát hiện ra, điểm sáng đại biểu cho Vương Lâm xuất hiện ở bên cạnh một đám điểm sáng xanh biếc. Trong tích tắc, toàn bộ những điểm sáng xanh biếc này đều biến mất. Ngay sau đó, điểm sáng thể hiện cho Vương Lâm lại một lần nữa biến mất, lúc xuất hiện lại là ở một vị trí cách nơi đó rất xa, bên cạnh một đám điểm sáng xanh biếc khác. Lần thứ ba, nữ tử này không chút nghĩ ngợi, lập tức dùng phương thức đặc thù báo cho tất cả tu sĩ không kiếp biết biến hóa quỷ dị này. Mà giờ khắc này, tại địa phương nơi Vương Lâm đang hiện diện, hàng loạt tiếng kêu thê lương vang vọng khắp không gian. Hơn 10 tu sĩ Lục Ma Châu bị một vùng sương mù tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh lắng xuống. Sương mù ngọ nguậy, cuối cùng hóa thành Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm hơi đỏ, không còn vẻ tái nhợt như trước. Hắn trong trận đánh với Hứa Đức Tài liên tục bị thần thông của đối phương không ngừng tấn công, thương thế trong cơ thể nặng hơn. Thế nên mới lại lựa chọn phương thức ở động phủ giới, cắn nuốt huyết nhục nguyên thần tu sĩ chữa thương. Liên tục cắn nuốt hai tổ tu sĩ Lục Ma Châu, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe sáng, biến mất tại chỗ. Sau một nén nhang, tổ tu sĩ Lục Ma Châu thứ ba đuổi giết hắn cũng toàn bộ tử vong, trở thành một phần lực lượng đế Vương Lâm chữa thương. Đến lúc này thì ở giải đất trung tâm thảo nguyên này chỉ còn lại hai lão quái không kiếp trung kỳ và hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Bốn người này rất cẩn thận, cũng không tản ra quá mức mà mỗi một lão quái không kiếp trung kỳ đều tạo thành một tổ với tu sĩ không kiếp sơ kỳ, không tách ra, bay thẳng về phía Vương Lâm. Hết thảy mọi chuyện đều bị Vương Lâm quan sát thấy. Hắn nhìn la bàn trong tay, hai mắt lộ hàn quang. Mục tiêu của hắn là tu sĩ không kiếp thi triển thần thông cực kỳ nhanh chóng kia. Thần thông trên người này khiến cho Vương Lâm động tâm hiếm thấy. Giờ phút này sắc trời dần dần sáng tỏ, ánh bình minh sắp ló dạng, thế nhưng mưa lúc này lại càng lớn ào ào chút xuống. Mặt đất trên thảo nguyên xuất hiện rất nhiều bùn lầy, nếu dẫm lên sẽ phát ra những tiếng lép nhép. Nhìn từ xa, bởi vì mưa càng ngày càng lớn, thiên địa trở thành một vùng mơ hồ, chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi, ở trong màn đêm đầy sát lục này lại càng rõ ràng. Ánh mắt Vương Lâm nhìn vào la bàn trên tay một lần nữa, bốn điểm sáng xanh biếc kia lúc này đang từ hai hướng bay nhanh đến. Một trong số những điểm sáng xanh biếc đó Vương Lâm đã lưu ý từ rất lâu, xác định chính là tu sĩ không kiếp đã giao thủ với mình trước kia. Thật tiếc cái la bàn này chẳng qua kết cấu và cấm chế bên trong nó ta cũng đã hiểu rõ, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, lúc nào cũng có thể tự mình chế luyện ra. Vương Lâm lẩm bẩm, tay trái giơ lên vung về phía trước. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một nguyên thần ảm đạm. Nguyên thần này là người hắn lựa chọn kỹ càng từ trong ba nhóm tu sĩ đuổi giết hắn vừa bị hắt giết, tu vi đạt tới trình độ nhất định, được hắn giữ trọn vẹn, không bị tổn thương như những nguyên thần khác. Ý chí của nguyên thần này đã bị Vương Lâm xóa đi. Giờ phút này còn lại chỉ còn nguyên thần thể đang mê man, cầm lấy nguyên thần này, tay trái Vương Lâm bỗng nhiên hung hăng bóp một cái. Lập tức nguyên thần này liền tan nát, không đợi cho nó tiêu tán, Vương Lâm lập tức nhập vào trong đó một tia thần trí của mình, đánh vào la bàn trên tay phải mình. Trong nháy mắt khi nguyên thần này tiến vào la bàn, nó hóa thành một tia khói màu trắng, lượn quanh bên trong la bàn. Vương Lâm giơ tay phải lên vung về phía trước, lập tức la bàn vừa được nguyên thần dung nhập kia liền giống như bị thiêu đốt, dùng tốc độ điên cuồng lao về phía trước, lóe lên rồi biến mất. Nguyên thần này thao túng la bàn, thiêu đốt bản thân khiến tốc độ nó cực nhanh, hướng về phía cuối thiên địa lao vọt đi. Nó có lẽ không bay được trong thời gian quá dài thì sự thiêu đốt kia sẽ từ từ tiêu tán. Cho đến khi nguyên thần kia hoàn toàn tử vong, la bàn này sẽ rơi xuống, không biết rơi tại nơi nào. Nhưng thời gian không dài đó đối với Vương Lâm thế là đã đủ. Dù hiện giờ không còn la bàn trong tay nhưng một tia thần thức Vương Lâm dung nhập trong nguyên thần kia vẫn có thể giúp hắn cảm nhận được vị trí bốn kẻ đang muốn đuổi giết mình. Dùng phương pháp này như kim thiền thoát xác, khiến cho Vương Lâm trong nháy mắt từ con mồi trở thành thợ săn. Thân thể hắn nhoáng lên, rời khỏi chỗ này, khi xuất hiện đã ở một chỗ trên cực thiên thảo nguyên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt cảm thụ biến hóa trên la bàn. Hỏa bổn nguyên trong nháy mắt hắn ngồi xuống khiến nước bùn liền lập tức khô ráo. Trong cảm ứng của hắn, thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt đã qua một canh giờ. Trong một canh giờ này bốn tu sĩ không kiếp dần dần tách ra. Hai lão quái không kiếp trung kỳ hiển nhiên không muốn kéo dài thời gian, sau khi biết phương hướng của Vương Lâm liền tăng tốc, dần dần kéo ngắn khoảng cách với la bàn do Vương Lâm tung ra. Từ từ, hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ rơi lại phía sau, khoảng cách với hai lão quái càng ngày càng xa. Vương Lâm lúc này đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hắn sờ sờ ngực,
Trong cơ thể lúc này tồn tại không gian thạch mà hắn vẫn luôn cảm thấy bất phàm, không hiểu là có tác dụng gì. Vừa rồi U Minh Thú xuất hiện cắn nuốt thiên đạo của đối phương khiến Vương Lâm đột nhiên hiểu rõ. Hắn mơ hồ tìm ra tác dụng của vật này. Nó có thể khiến cho khả năng cắn nuốt của U Minh Thú được tăng lên trong phạm vi mạnh. Vô số không gian dung hợp với U Minh Thú khiến cho nó xuất hiện biến hóa. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, há miệng phun ra một luồng u quang. Không gian thạch từ miệng hắn bay ra, rơi vào trong tay hắn. Cầm viên đá này trong tay, Vương Lâm trầm mặc một lát, sau đó thân thể đột nhiên xuất hiện sóng gợn, trong phút chốc liền biến mất. Chỉ còn khối không gian thạch đó là rơi cạch một tiếng xuống đất, ẩn trong cỏ dại, không ai phát hiện ra. Giờ phút này lúc Vương Lâm xuất hiện đã ở trong không gian thạch. Đây là lần đầu tiên thân thể hắn tiến vào trong hòn đá kỳ dị này. Không gian hắn lựa chọn chính là một trong vô số không gian, ở nơi này không khác gì thế giới chân thật, chỉ là phạm vi không lớn bằng mà thôi, ước chừng khoảng hơn 10.000 dặm. Có núi, có ánh sáng, có mặt đất, nhưng không có nước. Tất cả mọi thứ nơi này đều có, chỉ thiếu nước, nhìn như chân thật nhưng không hoàn chỉnh. Khoanh chân ngồi trong không gian thạch này, hai mắt Vương Lâm lóe sáng rất lâu. Hắn không do dự nữa, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức chiếc ô màu lam huyễn hóa ra, bay thẳng lên bầu trời, dung hợp với bầu trời màu lam kia, chậm rãi thay thế thiên không. Tay phải Vương Lâm lại vung lên một lần nữa. Hồ lô ẩn chứa 3.000 vạn đạo hồn bị Vương Lâm lấy ra, dung nhập vào mặt đất. Trong tích tắc này mặt đất chấn động, lan ra từng luồng khí tức tử vong. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm giơ tay phải lên, phất tay một cái liền khiến kim ấn do Huyền La tặng hắn huyễn hóa ra. Nhìn kim ấn này, Vương Lâm thổi vào đó một ngụm nguyên thần khí. Bị khí tức này truyền tới, kim ấn lan ra kim quang vạn trượng, được Vương Lâm tung lên, bay thẳng lên bầu trời do chiếc ô màu lam biến thành, hình thành một mặt trời màu vàng. Làm xong việc này, Vương Lâm lấy ra quỷ phàm mà hắn chế tạo, vất về phía trước một cái. Quỷ phàm tự động bay lên, hóa thành một tầng mây trong thiên địa. Tầng mây này nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế lại có thể biến thành vạn vật. Cuối cùng hắn lấy ra Văn Vương. Văn Vương nhoáng một cái, thân hình biến hóa, cuối cùng ẩn vào đám mây trắng trên bầu trời, không còn thấy đâu nữa. Còn về khôi lỗi dĩ ti thì dung nhập vào mặt đất, được tử khí do 3.000 vạn đạo hồn tỏa ra che giấu toàn bộ hơi thở. Thế giới này còn thiếu nhân quả. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, thì thào tự nhủ. Trên mi tâm hắn chợt xuất hiện một dòng xoáy, ngưng tụ lại nhân quả bổn nguyên, hóa thành một thanh trường kiếm, biến mất trong thiên địa. Có sinh tử, chân giả. Vương Lâm nói, trên mi tâm liên tục bay ra hai đạo bổn nguyên, hình thành hai thanh trường kiếm, lại biến mất lần nữa. Còn có sát lục, cấm chế. Sát khí ngập trời bốc lên, bạch vân trên bầu trời lập tức trở nên u ám, biến thành mây đen cuồn cuộn, cũng có những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống. Màu của tuyết này biến thành màu đen, bên trong ẩn chứa cấm chế bổn nguyên, chậm rãi rơi xuống mặt đất, rất nhanh khiến mặt đất bị bao phủ bởi một tầng tuyết đen kịt. Còn có hỏa, lôi, thủy. Vương Lâm vung đôi tay lên, đứng đậy, biển lửa trong mắt trái ngập trời bùng lên, lôi đình trong mắt phải ầm ầm lan ra. Biển lửa hóa thành một thanh kiếm, kiếm vung lên thành hỏa sơn. Lôi đình cũng hóa thành một thanh kiếm, kiếm động thành lôi hải. Biển này không phải là nước mà là biển lôi đình. Làm xong chuyện này, tay áo Vương Lâm vung lên, thân thể đột nhiên biến mất. Không gian thạch ẩn trong đám cỏ dại trên cực thiên thảo nguyên lan ra u quang nhu hòa. Thân ảnh Vương Lâm huyễn hóa ra, nhặt không gian thạch lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Sát trận đã thành, tiếp theo chính là dẫn người tiến vào sát trận. Dựa vào cảm ứng trên nguyên thần sắp sửa diệt vong trên la bàn, hai lão quái không kiếp trung kỳ đang đuổi sau nó, chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp. Ở phía sau hai lão quái rất xa là hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ cũng đang lao đi. Bước chân Vương Lâm từ từ bước về phía trước, dưới chân gợn sóng lan ra nhưng thủy chung vẫn chưa dung nhập thiên địa mà đi, hắn vẫn đang đợi. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở, cho tới nhịp thở thứ 19. Trong nháy mắt này Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng, la bàn tan nát, nguyên thần tử vong. Một tia thần thức của hắn lúc này cũng bị hủy diệt cùng la bàn. Mơ hồ hắn có thể thông qua tia thần thức này nghe thấy hai tiếng gào thét phẫn nộ. Bước chân đạp mạnh tới, thân ảnh Vương Lâm trong tích tắc này biến mất. Trên cực thiên thảo nguyên, Hứa Đức Tài hóa thành một đạo cầu vồng lao về phía xa. Thân sắc hắn âm trầm, đánh một trận với Vương Lâm khiến hắn tổn thất thiên đạo. Điều này đối với hắn mà nói là chuyện khó có thể tiếp nhận. Thiên đạo đó tâm thần tương liên với hắn, sau khi bị nuốt khiến hắn mang thương thế trong người. Giờ phút này nguyên thần hắn uể oải, hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Vương Lâm, lúc này ngươi hẳn phải chết. Có hai trưởng lão không kiếp trung kỳ đuổi giết, ta muốn xem ngươi trốn thế nào. Trương trưởng lão đã đáp ứng ta, một khi bắt được ngươi sẽ giao cho ta hành hạ ngươi tới chết. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hứa Đức Tài hận Vương Lâm chính là bởi vì thiên đạo của hắn bị cắn nuốt, càng đau lòng lại càng hận thấu xương. Giờ phút này đang phi hành, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, xoay phắt người nhìn lại phía sau. Trong nháy mắt hắn cảm nhận được một luồng dao động từ xa xa truyền tới.
Dao động này giờ phút này khi hắn nhìn lại liền lập tức nhận ra là Vương Lâm vừa mới lao ra. Hắn rõ ràng thấy trong tích tắc khi Vương Lâm phát hiện ra mình, thần sắc biến đổi, tốc độ tăng mạnh, dưới chân có sóng gợn hiện lên, hiển nhiên là dùng một loại phương pháp kỳ dị để rời khỏi nơi này. Vương Lâm, hắn không ở phía trước mà lại xuất hiện ở nơi này. Hứa Đức Tài sửng sốt, thấy Vương Lâm trong tích tắc liền vọt đi rất xa, lúc này cũng có thể dùng phương pháp kỳ dị kia mà biến mất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhoáng lên đuổi theo. Đường lớn không đi lại đi ra trước mặt Hứa Mỗ. Vương Lâm, đây là do vận khí ngươi không tốt, chính là ngươi muốn chết. Hứa Đức Tài cười lạnh, hóa thành một đạo cầu vồng lao vọt đi, trong tích tắc đã rút ngắn khoảng cách. Lúc này toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt trên người Vương Lâm, thần thức đảo qua bốn phía, thấy không có bẫy dập gì thì cũng yên lòng. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn đuổi vào trong phạm vi ngàn trượng, thân ảnh Hứa Đức Tài lại trong tích tắc biến mất, giống như chui vào trong một cái khe không gian, chớp mắt liền không nhìn thấy nữa. Trong tích tắc khi thân thể hắn biến mất, Vương Lâm cũng tới gần, sau đó biến mất. Chỉ thấy trên mặt đất chỗ Vương Lâm biến mất, trong đám cỏ dại có một khối không gian thạch đang nằm yên lặng nơi đó, ấn dấu trong cỏ dại cao vút, bị nước bùn bao phủ. Hứa Đức Tài mất tích. Trong tích tắc này, trên Cực Thiên Thảo Nguyên, nữ tử không kiếp sơ kỳ đang ngồi khoanh chân đột nhiên thần sắc đại biến. Nàng nhìn la bàn trước mặt, cảm giác dựng tóc gáy tỏa ra toàn thân. Nàng thấy điểm sáng đại biểu cho Hứa Đức Tài chợt biến mất. Chuyện này, này. Sắc mặt nữ tử này tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nàng không chút do dự, lập tức đưa tin tức này bằng phương pháp đặc thù truyền tới cho ba tu sĩ không kiếp đang ở trong Cực Thiên Thảo Nguyên. Lão già họ Trương và lão già họ Triệu của Lục Ma Châu lúc này thần sắc cực kỳ âm trầm, hóa thành cầu vồng lao nhanh đi. Hai người bọn hắn truy kích la bàn, nhưng cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không, thẹn quá hóa giận nhưng uất khí trong lòng lại không thể biểu lộ ra. Đang lúc phi hành, thần sắc hai người đột nhiên biến đổi, đồng loạt dừng lại trên không, cảm nhận được tin tức đang truyền tới. Hứa Đức Tài rõ ràng vừa theo phía sau, không ngờ lại mất tích. Lão già họ Trương biến sắc. Nhất định là Vương Lâm kia, hắn dùng kế kim thiền thoát xác, dùng la bàn kia hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, trên thực tế là ẩn trên thảo nguyên, bày mưu với Hứa Đức Tài. Ánh mắt trưởng lão họ Triệu lộ sắc khí. Ngay lúc hai người nhận được tin tức này thì ánh mắt bình minh bừng lên trên Cực Thiên Thảo Nguyên. Từng luồng ánh mắt hiện ra, bao phủ mặt đất. Chỉ là cơn mưa vẫn ào ào chút xuống, không hề giảm mà càng ngày càng lớn. Trong mưa gió dày đặc, chỉ thấy trên mặt đất dâng lên sương mù nhẹ nhẹ. Sương mù này màu đen. Trong chớp mắt đã tràn ngập bầu trời, che phủ bốn phương tám hướng, ngập tràn cả Cực Thiên Thảo Nguyên. Hai lão già Trương, Triệu xoay phắt người nhìn về bốn phía. Luồng uy áp vô hình từ trong sương mù trên thảo nguyên lúc này khuếch tán ra. Còn cả nữ tử không kiếp sơ kỳ đang cách hai người một khoảng lúc này đang vội vàng bay đi, thân ảnh cũng dừng lại giữa không trung, thân sắc biến ảo, mơ hồ lộ vẻ khiếp sợ. Nàng cảm nhận được tin tức mà Lục Ma Châu dùng phương thức đặc thù truyền đi, mới biết Hứa Đức Tài mất tích. Cùng lúc này, nàng nhìn thấy sương mù đang lan ra trên mặt đất. Sương mù nọ rất nhanh liền tràn ngập thiên địa. Những tiếng gào thét từ trong sương mù liên tiếp truyền ra. Trong sương mù này, mấy ngàn tu sĩ Thiên Ngưu Châu trong địa cung dưới sự dẫn đầu của Lữ Văn Nhiễm triển khai lần công kích thứ hai. Ba tu sĩ không kiếp trong sương mù lúc này hóa thành những đạo cầu vồng, muốn lao ra khỏi sương mù. Nhưng âm thanh âm trầm của Lữ Văn Nhiễm lúc này vang vọng trong sương mù. "Đạo hữu, cần gì phải vội vã rời đi?" Lời nói này vừa truyền ra, chỉ thấy tất cả tu sĩ không kiếp của địa cung lập tức lao ra chém giết. Bên cạnh Cực Thiên Thảo Nguyên, nữ tử không kiếp sơ kỳ đang khoanh chân ngồi điều khiển la bàn lúc này mở bừng đôi mắt. Không cần nghĩ ngợi, đứng dậy mang theo mấy ngàn tu sĩ Lục Ma Châu hướng về phía trước hóa thành mấy ngàn đạo cầu vồng lao đi. Lúc đại chiến lần thứ hai diễn ra trên Cực Thiên Thảo Nguyên thì trong một đám cỏ dại lầy lội trên thảo nguyên này có một hòn đá tầm thường không kẻ nào chú ý tới. Trong hòn đá này ẩn chứa vô số không gian, giờ phút này trong không gian đó có một cuộc chiến của tu vi không kiếp. Hứa Đức Tài vừa mới rơi vào trong không gian thạch liền bị cuốn vào trong không gian mà Vương Lâm chỉ định. Trong tích tắc khi tiến vào nơi này, hắn biết mình đã trúng kế của đối phương rồi. Nhưng tu vi hắn cao thâm, lúc này không lộ nửa điểm hốt hoảng mà ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ánh mắt hắn thấy bầu trời màu lam, mặt trời vàng rực, chẳng qua mặt đất tràn ngập khí tức tử vong mà thôi. Xa xa có một ngọn hỏa diễm sơn, còn phương hướng khác thì có một vùng lôi hải. Trên bầu trời màu lam này tồn tại mây đen cuồn cuộn, từ đó bay xuống những bông tuyết màu đen. Tuyết rơi không biết đã bao lâu, bao trùm tầng tầng lớp lớp trên mặt đất. Vương Lâm, mau đi ra cho Hứa Mỗ, cần gì phải vờ vịt ở nơi này. Thần sắc Hứa Đức Tài âm trầm, ánh mắt đảo qua bốn phía liền cất vang giọng nói. Trong tích tắc khi lời nói này truyền ra, thân ảnh Vương Lâm hiện ra trong một loạt gợn sóng. Xuất hiện ở cách Hứa Đức Tài mấy ngàn trượng, mái tóc bạc trắng tung bay, thân mặc bạch y, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Đức Tài. Thần thông của ngươi thi triển rất nhanh, vậy thử xem một chút xem giữa chúng ta ai thi triển nhanh hơn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Nhân quả. Trong nháy mắt khi âm thanh này phát ra, lập tức không gian thiên địa ầm ầm chấn động.
chỉ thấy trong trời đất lập tức xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này đại biểu cho nhân quả bổn nguyên của Vương Lâm. Hầu như đồng thời với lúc Vương Lâm thi triển thần thông, Hứa Đức Tài không cần nghĩ ngợi, tay phải bắt quyết. Trong nháy mắt liền có mấy trăm vạn ấn ký biến ảo ra, hình thành một vùng sương mù màu đỏ. Từ trong sương mù này truyền ra những tiếng gào thét thê lương, bất ngờ hóa thành mấy trăm, mấy ngàn tia u hồn phủ trời ngập đất lao tới. Hứa Đức Tài lùi lại phía sau, tay trái giơ lên bắt quyết lần nữa, vung lên liền có gần 700 vạn ấn ký lập tức đánh ra, thiên địa ầm vang, chỉ thấy một cây trường thương biến ảo ra. Trường thương vừa hiện ra, lập tức liền vặn vẹo, bất ngờ hóa thành một con mãng xà khổng lồ, cái lưỡi thập thò, mang theo tiếng gầm thét lao thẳng về phía trước. Ngay sau đó, Hứa Đức Tài lại lui tiếp lại ba bước, hai tay đồng thời giơ lên, đang muốn tiếp tục thi triển thần thông. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng giờ phút này lần đầu tiên không nhanh hơn Vương Lâm. Ngay khi người này thi triển thần thông thứ hai thì trường kiếm do sinh tử bổn nguyên biến thành đã gào thét lao tới. Mà vào chớp mắt khi người này thi triển thần thông thứ ba, thanh kiếm do chân giả bổn nguyên của Vương Lâm biến thành đã xuất hiện. Một tích tắc ngắn ngủi này lại cực kỳ trọng yếu. Chỉ thấy nhân quả kiếm kia chợt tiến tới gần đám u hồn, dùng lực lượng kỳ dị của nhân quả bỗng nhiên chém xuống. Tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ đám u hồn sụp đổ. Cùng lúc đó, thanh kiếm do sinh tử bổn nguyên của Vương Lâm biến thành dùng tốc độ cực nhanh tới gần, chém lên người con mãng xà khổng lồ do thần thông của Hứa Đức Tài biến thành. Ầm một tiếng, mãng xà gầm lên một tiếng tử vong. Trường kiếm do sinh tử bổn nguyên của Vương Lâm hóa thành cũng theo đó mà tan nát. Nhưng trường kiếm đại biểu cho chân giả bổn nguyên lúc này lại lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt áp sát. Mà giờ phút này thần thông thứ ba của Hứa Đức Tài còn chưa hoàn thành. Chân giả kiếm nhoáng lên, đánh thẳng tới ngực Hứa Đức Tài. Kiếm này tốc độ quá nhanh, khiến sắc mặt Hứa Đức Tài đại biến, vội vàng lui lại phía sau, thần thông chưa hoàn thành trong tay đánh về phía trước, bất ngờ va chạm với chân giả kiếm. Tiếng chấn động ầm ầm vang lên, chân giả kiếm sụp đổ nhưng Hứa Đức Tài cũng không dễ chịu gì. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể bị cuốn đi, tay phải giơ lên, đang định bắt quyết. Nhưng Vương Lâm sao có thể cho hắn cơ hội này? Hắn vất vả lắm mới cắt đứt được tiết tấu thi triển thần thông của đối phương, cũng thiết lập sẵn sát trận này, nhất định phải giết chết đối phương, đạt được bí mật giúp đối phương thi triển thần thông nhanh chóng. Hầu như chỉ trong tích tắc khi Hứa Đức Tài vừa lui lại phía sau hai bước, thần sắc Vương Lâm dữ tợn, tay phải bỗng nhiên giơ lên điểm về phía trước. Hỏa bổn nguyên. Lời này vừa nói ra, hỏa diễm sơn lập tức ầm ầm bùng nổ, trong nháy mắt na dị tới, bất ngờ biến ảo ra bốn phía Hứa Đức Tài. Bao phủ toàn thân hắn, không ngừng bạo phát, ở bên trong hỏa diễm sơn bổn nguyên chân thân của Vương Lâm tiến hành công kích vô cùng mạnh mẽ. Lôi bổn nguyên. Vương Lâm đã nắm được cơ hội thì tuyệt đối không buông tha dễ dàng, giờ phút này không cần phải nghĩ ngợi, trong tích tắc khi lời nói truyền ra, hỏa diễm sơn đang bao vây Hứa Đức Tài lập tức na di lần nữa, xuất hiện trong lôi hải mênh mông phía xa, ầm ầm chìm xuống. Thiên lôi ầm ầm đánh tới, chỉ thấy lôi hải như có sóng gió vô tận, vô số lôi đình ầm ầm lao vào trong ngọn hỏa diễm sơn, triển khai một hồi lôi hỏa kết hợp chém giết. Thủy bổn nguyên. Vương Lâm vung tay áo, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Không gian này vốn không có nước, vốn là không hoàn chỉnh nhưng giờ phút này Vương Lâm lấy máu huyết bản thân, ngưng tụ ra thủy bổn nguyên. Chỉ thấy một ngụm máu tươi này lập tức hóa thành một đám hơi nước màu đỏ, lao tới hỏa diễm sơn trong lôi hải. Trong tích tắc này, lôi hải và hỏa diễm sơn liền nổ ầm ầm. Ba loại bổn nguyên dung hợp, hình thành một lực lượng hủy diệt kinh thiên. Cũng trong tích tắc này, ba loại hư bổn nguyên vừa tiêu tán lại một lần nữa hóa thành trường kiếm lập tức lao tới. Đến đây thì cũng khép lại tập 361 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.